Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với xưởng sản xuất Phạm Tuyên. Bên em thì chuyên phân phối các dòng máy tráng, máy nướng, cối xay bột, phên vỉ và nhà sấy. Hôm nay thì em lại lên cho quý anh chị mình một cái mẫu cối xay bột bằng đá, bằng búa. Máy thì có cái công suất là 5,5 kW và cái mức độ xay của mình có thể là từ 2 tạ rưỡi cho đến 3 tạ rưỡi một giờ nhé. Tùy theo cái lượng nước quý anh chị xả xuống nhiều hay là ít thì mình có thể cho cái công suất như vậy. Bây giờ thì em đã đóng hàng và gửi đi cho một vị khách ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Thì máy được là hoàn thiện 100% là bằng inox. Và motor thì là motor 3 pha 5,5 kW nhá. Hàng thì hoàn thiện rất là chắc chắn và rất là đẹp để gửi đến quý anh chị mình một cái sản phẩm chất lượng tốt nhất và có giá thành hợp lý nhất nhá. Cái cối này thì bên em đang phân phối với mức giá là 16 triệu đồng nhá. Cối thì cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ chất lượng, độ hoàn thiện thì rất là sắc nét. Cái phễu này cũng rất là lớn để quý anh chị mình có thể xay bột nó nhanh, tiện lợi và rất là đơn giản để sử dụng nhá. Bên em này đóng gói và gửi ship code tận nơi cho quý anh chị mình nếu quý anh chị mình ở xa và có nhu cầu. Mọi chi tiết thì anh chị mình có thể liên hệ đến em qua số Zalo 0979770165 để được bên em tư vấn và hỗ trợ. Ở bên em thì chuyên cung cấp các dòng máy tráng, máy nướng, cối xay bột và máy sấy nhá. Đây là lô hàng này thì đang chuẩn bị để lắp cho một vị khách của Nghệ An, gồm máy sấy này và máy nướng này. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ đến bên em. Máy nướng thì bên em nướng được tất cả các loại bánh to nhỏ. Và cái công suất của nó rất là lớn, mình có thể nướng hàng nghìn bánh một giờ. Những cái bánh như của Tây Ninh, của Đỗ Lương thì có thể đến 1.200, 1.500 bánh một giờ. Chứ nó không như những cái dòng máy nhỏ trên thị trường. Đó. Máy có kích thước là dài 3,5 m, rộng 70 và khổ lưới là 50 để các bác có thể nướng được những cái mẫu bánh có thể lên tới 45 cm nhé. Đó. Lưới này là 45-50. Rất là rộng, rất là tuyệt vời luôn. Để cho quý anh chị mình có thể nướng những cái mẫu bánh rất là lớn. Anh chị cần bánh nở thì có thể liên hệ đến em để em cung cấp cái mẫu bánh nướng bánh nở. Anh chị cần bánh vàng thì có thể nói với em để em thiết kế cho cái bánh nó vàng. Và anh chị cần nở thì em có thể nướng nở. Cần vàng nướng vàng. Rất là tuyệt vời luôn. Nướng được tất cả các loại bánh, bánh gạo, bánh dừa, rồi là bánh lạc dừa đều có thể nướng được hết nhé. Đó. Thì rất mong quý anh chị ủng hộ và có thể liên hệ đến em qua số Zalo 0979770165 để được bên em tư vấn và hỗ trợ. Và xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.